Xin chào quý vị và các bạn, mình là Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một lô biệt thự mặt tiền đường cực kỳ đắc địa luôn, rất là đẹp. Một lô hàng mới tinh, mới cui. Trước khi review lô biệt thự này cho quý vị thì Tuấn Nguyễn sẽ quay qua con đường đó, phía trước lô biệt thự của chúng ta, cũng như giới thiệu đường đi lối lại về các hướng thành phố lân cận xung quanh để cho quý vị và các bạn nắm được. Thưa quý vị, vị trí Tuấn Nguyễn đang đứng đây là thành phố Dĩ An, quý vị nhá. Đó. Phía trước màn hình chúng ta là chúng ta đi qua con đường DT743, đi qua Mỹ Phước Tân Vạn, cũng như đi Biên Hòa Đồng Nai. Đấy. Từ đây thì quý vị đi qua Biên Hòa Đồng Nai khoảng đến 5-10 phút thôi. Quý vị đi Honda thì sẽ đến Biên Hòa Đồng Nai rồi. Và phía ngược lại, thưa quý vị, con đường này chúng ta đi ra khoảng 400 mét đi, 400 đến 500 mét đi cho nó đúng, đúng không ạ? Là quý vị đến Bixigo Dĩ An, và đồng thời chúng ta đi ra quốc lộ 1K và bước chân qua đất của thành phố Thủ Đức rồi, quý vị nhá. Đó, ở đây thì quý vị nhìn trên màn hình chúng ta đây cực kỳ phát triển luôn. Đấy, những tòa cao ốc chọc trời như thế này. Đây, quý vị đang nhìn đây. Đó, đang còn xây. Đó, Thái Bình Chu ngay Bixigo Dĩ An, quý vị nhá. Khu vực này rất là phát triển. Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị thì nhà Tuấn Nguyễn cũng ở cạnh đây thôi, cách mấy chục mét thôi. Con đường này thì cách đây 4-5 năm về trước thì nó rất là nhỏ, 5-6 mét thôi. Đường đá rất là lầy lội, rất là dơ dáy, rất là nhìn rất là ối giời ơi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nhà nước đã mở lên con đường 22 mét, có lối vỉa hè đi bộ hai bên. Đấy, ở đây thì nhà lầu, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Đấy, quý vị cũng nhìn thấy đây. Đó, người ta đang xây một cái căn nhà rất lớn cho thuê ở đây. Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn sẽ đi qua bên kia đường và chúng Nguyễn sẽ quay ngược lại cho quý vị và các bạn xem rõ cái hình ảnh của cái lô biệt thự của chúng ta đẹp như thế nào. Đây, con đường rất là lớn. Phía xa xa kia 200 mét là khách sạn, nhà hàng. Ở đây thì người ta kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, quý vị nhá. Và thưa quý vị, đây là lô đất mà hôm nay Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị. Đây là lô biệt thự này. Bên này là cái trường Ánh Dương, quý vị nhá. Cái trường này là trường mầm non Ánh Dương. Còn cái nhà cao cao kia là của nhà hàng xóm. Còn cái lô đất của chúng ta thì chắc quý vị cũng định hình ra rồi, nó nằm ở giữa đây. Đó, đúng không ạ? Cái lô đất mà chúng ta có một cái tường bê tông màu xám đó, chạy dài từ cột điện ở bên này, chạy qua bên đây, đúng không ạ? Chỗ cái màu vàng đó là chắc quý vị cũng định hình ra rồi, đúng không ạ? Chiều ngang của chúng ta là 16 mét, quý vị nhá. Chiều ngang lên tới 16 mét chiều ngang, và chiều sâu là 26,5 mét. Đó. Và thưa quý vị, tổng diện tích cái lô biệt thự của chúng ta có 924 mét vuông, quý vị nhá. Một cái diện tích cực kỳ khủng luôn, đúng không ạ? Mặt tiền đường đắc địa đẹp lung linh như thế này, đường lớn, đúng không ạ? Chiều ngang là 16, chiều sâu là 26,5. Đó. Tổng diện tích chúng ta có 924 mét vuông. Và thưa quý vị, lô đất này thì chủ là người Sài Gòn, quý vị nhá. Ông chủ người Sài Gòn mua cũng cách đây rất là lâu rồi, mua cái thời hoang sơ cơ. Đó, nói thật với quý vị thì ông chủ cũng chưa có mục đích sử dụng, cho nên là mới có 100 mét thổ cư thôi. Tôi Nguyễn xin nói rõ ngay từ đầu video để cho quý vị biết, đúng không ạ? 924 mét vuông nhưng mà mới có 100 mét thổ cư thôi. Đó, thật ra thì người ta chưa có mục đích sử dụng, đó, chuyển đổi sử dụng cũng như xây biệt thự, nhà lầu, khách sạn gì đó, đó, nhà hàng khách sạn gì đó, cho nên là thưa với quý vị, người ta chưa có lên thổ cư, mà hiện trạng là mới có 100 mét thổ cư thôi, quý vị nhá. Quý vị mua về đây, quý vị có nhu cầu thì chúng ta xây biệt thự hay là nhà nghỉ khách sạn hay là xỉ ba quán cho thuê hay nhà hàng gì đấy, quý vị xây, quý vị sử dụng thì quý vị lên thì ok, đúng không ạ? Cái này thì chắc chắn là quý vị cũng biết rồi, đúng không ạ? Vâng, bây giờ tôi vẫn sẽ đi vào bên trong để quay rõ cái hình ảnh cái lô đất này đẹp như thế nào cho quý vị xem. Tôi vẫn bảo đảm với quý vị là đây là một cái hàng cực khủng, mới khui. Mới khui là như thế nào? Bây giờ ông chủ nhà lớn tuổi rồi,
đó, muốn bán để về Sài Gòn cho nó gọn quý vị nhá. Bây giờ cũng 70-80 tuổi rồi cho nên cũng không còn sức để mà quản lý nữa, và thứ hai cũng không có cái nhu cầu sử dụng. Đấy, nếu mà có nhu cầu sử dụng thì người ta đã xây khách sạn rồi, hoặc là xây nhà cao tầng cũng như chung cư cho thuê, hoặc là xây biệt thự ở đây rồi. Và đây quý vị, hình ảnh của lô đất biệt thự của chúng ta đây. Thì quý vị ơi, một cái lô đất cực kỳ đẹp. Chiều ngang 16m, chiều sâu là 26,5m. Tổng diện tích chúng ta có 924m2. Đấy, có 100m thổ cư. Hai bên thì cao cổng kiến tường như thế này. Đấy, phía ngoài thì quý vị đã nhìn rồi, đúng không ạ? Còn phía bên tay phải của chúng ta đây, có một cái bờ tường rất là lớn. Và bên kia là trường học Ánh Dương nhé, trường học mầm non đó. Đất này thì ở đây thì quý vị biết rồi, đất cực kỳ đẹp, không phải ao hồ sông suối gì, đất rất là cứng. Đấy, ở đây thì quý vị xây biệt thự thì không phải ép cọc ép kiết gì cả. Đây chúng ta chỉ có đào móng và xây thôi, đào móng sâu chút xíu chúng ta xây thôi. Lô này mà quý vị nào mà xây biệt thự ở đây thì Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị không đẹp mới là lạ, đúng không ạ? Phải nói là tuyệt đẹp luôn chứ không phải là đẹp nữa. Đấy, 924m2, một cái diện tích phải nói cực khủng. Ngay trung tâm thành phố ở như thế này thì quý vị biết là kiếm được một cái lô mà gần 1000m2 như thế này thì cực kỳ khó, đúng không ạ? Đâu đó chúng ta chỉ nhìn thấy những lô là 4m, 5m chiều ngang thôi. Đó, cùng lắm là 7-8m, 10m là nhiều rồi. Còn ở đây là quý vị biết là gần 1000m2, 924m2, mặt tiền đường đắc địa như thế này, nằm ngay trung tâm thành phố Di An. Chúng ta đi qua Biên Hòa, Đồng Nai khoảng 5 đến 7 phút, 10 phút đi xe Honda thôi. Còn đặc biệt chúng ta đi ra Bixigo này, trung tâm khu hành chính của Di An, đó, khu công quyền của thành phố Di An cũng như thành phố Thủ Đức, chỉ có là 400m thôi, đúng không ạ? Chúng ta bước ra quốc lộ 1K và qua thành phố Thủ Đức rồi quý vị nhá. Cực kỳ gần. Vâng. Review về đất thì cũng chẳng có gì để truyền tải đến quý vị cả, đúng không ạ? Hình ảnh thì chỉ có như thế này thôi. Tuấn Nguyễn quay lại một lần nữa để cho quý vị nhắm kỹ cái dung nhan của em nó. Đây, đất vuông vức, chiều ngang 16 phía trước, đúng không ạ? Nhân với lại 26,5 chiều sâu. Đây là một cái diện tích cực kỳ khủng, 924m2, có 100m thổ cư. Đấy, gần 1000m2 mà có 100m thổ cư thì quý vị cũng biết rồi, đó, đây là một cái con số rất ít, đúng không ạ? Thì Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị là ngay từ đầu video, chủ nhà chưa có mục đích sử dụng cho nên người ta cũng không lên thổ cư để làm gì, đúng không ạ? Đâu đó thì mỗi khi chúng ta đi ra công quyền, đấy, nhà nước thì chúng ta cũng phải lên thổ cư để xây biệt thự này. Chúng ta làm một cái điều gì đó, đúng không ạ? Rồi xây nhà hàng khách sạn chẳng hạn như vậy thì chúng ta mới lên thổ cư để chúng ta làm việc luôn, đúng không ạ? Chứ đâu mà lâu lâu lại lên thổ cư rồi lại xin phép xây dựng nữa, nó rườm rà rắc rối lắm. Đấy. Vâng. Thì quý vị đang xem trên màn hình Tuấn Nguyễn đây, lô biệt thự của chúng ta nó có một cái lợi thế, tức là cái mặt tiền đường này này cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Đường lên tới 22m, ngay trung tâm của thành phố Di An như thế này. Về đây thì quý vị mở nhà hàng này, quán ăn này, đó, xây căn hộ cho thuê này, xây khách sạn nhà nghỉ này, đặc biệt là quý vị xây một căn biệt thự ở đây, quý vị ở cái mặt tiền đường như thế này thì rất là đẹp. Vâng, thưa quý vị, review lô đất biệt thự này thì không có nhiều chi tiết để Tuấn Nguyễn truyền tải đến quý vị. Tuấn Nguyễn cũng chỉ quay qua như thế này thôi. Tạm thời thì nhà chủ làm cái cánh cửa sắt rất là kiên cố. Đấy, cũng chẳng để làm gì, để cho cái nhà hàng xóm ở bên người ta trông đất dùng, đúng không ạ? Rồi để xe như thế này thôi quý vị nhá. Đó, một cái hình ảnh lô đất biệt thự cực kỳ đẹp. Vâng, Tuấn Nguyễn đã review xong. Thời gian còn lại của chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Nguyễn sẽ dành thời gian để báo giá cho quý vị và các bạn nắm được. Thưa quý vị, lô biệt thự 924m2 có 100m thổ cư như thế này, nằm ngay mặt tiền đường đắc địa. Chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 28 tỷ đồng. 28 tỷ đồng chúng ta còn thương lượng rất là mạnh quý vị nhá. Đó, Tuấn Nguyễn xin nhắc lại là 28 tỷ cho một lô biệt thự mặt tiền đường đắc địa 924m2. Thì Tuấn Nguyễn cũng đặt máy tính ra, Tuấn Nguyễn nhân chia cộng trừ rồi thì cũng khoảng trên dưới 30 triệu một mét, đúng không ạ? Thì quý vị biết không ạ? Trên kênh nhà đất Tuấn Nguyễn thì chắc chắn quý vị theo dõi qua nhiều cái video thì quý vị chắc chắn quý vị sẽ biết, đúng không ạ?
có những cái lô biệt thự cách đây khoảng một cây số thôi. Đấy, ngay cái ngã tư mặt tiền đường mà quý vị Tuấn Nguyễn nói là nhà cũ nhà kêu giá trên trời đấy, thì người ta kêu tới là 135 triệu trên một mét vuông quý vị nhá. Ở đó thì đương nhiên là nó hơn ở đây chỉ cái là phun thổ cư thôi, đúng không ạ? Còn về cái vị trí thì chưa chắc đã hơn ở đây, đúng không ạ? Bởi vì ở đây là một cái khu dân cư hiện hữu, còn ở dưới kia thì là cũng mới thành lập đi vào hoàn thiện thôi, đúng không ạ? Thì chỗ nào hơn chỗ nào thì chắc chắn quý vị sẽ biết. Vâng, quý vị suy nghĩ như thế nào? Đất mặt tiền đẹp như thế này, kinh doanh buôn bán, xây biệt thự để ở thì tuyệt vời, đường đi lối lại rộng rãi bao la như thế này mà chỉ có 30 triệu một mét thôi. Đó, chúng ta thấy một cái con số 28 tỷ, chúng ta nghe rất là lớn, đúng không ạ? Rất là nhiều tiền. Nhưng mà thực ra chúng ta nghĩ đến cái con số 924 mét vuông đất thì nó lại chẳng là bao nhiêu, đúng không ạ? Và đặc biệt chúng ta chia ra thì nó chỉ có 30 triệu trên 1 mét thôi, quý vị nhá. Một con đường sung như thế này, đó, quý vị thấy lượng người lưu thông ở con đường này như thế nào? Thì quý vị cho Tuấn Nguyễn xin một cái lời bình, đúng không ạ? Và quý vị cảm nhận lô đất này có đắt không? Vâng, Tuấn Nguyễn đã review xong, chuyển tải hết công năng sử dụng cũng như chi tiết và báo giá cho quý vị và các bạn nắm rồi, đúng không ạ? 28 tỷ đồng, quý vị còn thương lượng rất nhiều, quý vị nhá. Tuấn Nguyễn xin thưa lại với quý vị là 28 tỷ đồng, quý vị còn thương lượng với chủ nhà rất nhiều. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị xem được cái video này, thấy lô đất này đắc địa mặt tiền cực kỳ đẹp, có diện tích gần 1.000 m², giá rất rẻ, thì quý vị hãy liên hệ ngay. Đây là hàng mới khui, Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị nhá. Chủ nhà nay 70-80 tuổi rồi, không có sức lực nào mà để trông coi và sử dụng cái lô biệt thự này nữa, cho nên là chú ở Sài Gòn, chú gọi cho Tuấn Nguyễn và nói là con review bán giùm chú lô biệt thự này đi. Tuổi già rồi, bây giờ chú cũng không có cái mục đích kinh doanh sử dụng, cho nên là chú bán, quý vị nhá. Thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây, chúng ta gặp chủ nhà, thương lượng giá cả và chúng ta có thể là mua, đúng không ạ? Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy vui lòng tương tác kênh của Tuấn Nguyễn này. Quý vị hãy đăng ký kênh, chia sẻ, subscribe kênh cùng Tuấn Nguyễn. Quý vị cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like. Và đặc biệt quý vị hãy ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới mỗi ngày, để cho quý vị theo dõi cũng như lựa chọn những mẫu nhà đẹp, đất đẹp để quý vị mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.